Vâng, hiện giờ phóng viên của kênh Thú Mỏ Vịt Tri Thức đang có mặt tại một cánh đồng lúa. Chúng tôi thấy có một thanh niên cứ cấm cúi nhìn xuống vũng này để làm gì đó. À, thì ra là anh ấy đang định bắt cá nhà các bạn. Ái chà, đó là hai con cá lìa thia đúng không anh trai? Ngoài cá lìa thia ra thì chúng tôi còn thấy có cá rô, cá sặc và cá lỏng tong nữa nha. Do nước đã cạn nên đàn cá này mới tập trung ở đây nhiều như vậy. Anh chàng này chỉ cần dùng rỗ xúc một phát là bắt được nhiều đầy cá rồi. Ơ kìa, màn hình của chiếc camera bị dính nước che hết rồi. Mau lau lại đi chứ không thôi tôi đuổi việc hết mấy anh luôn à. Bạn nào mà ở dưới quê thì chắc cũng đã quá quen thuộc với cảnh này rồi đúng không? Nhưng mà hình như anh trai này chỉ bắt cá lìa thia thôi thì phải. À đây, chú cá lìa thia màu xanh dương này đẹp quá nè các bạn. Chắc là anh ấy chê mấy con cá kia xấu nên không bắt ấy mà. Vì vậy anh chàng này chỉ bắt cá lìa thia bỏ vào bể kính mà thôi. Mà phải công nhận là mấy con cá lìa thia này đẹp thật ấy chứ. Bắt hết cá lìa thia rồi nên anh ấy sẽ đi đến chỗ khác tìm và bắt tiếp. Số cá rô cá sặc này thì cứ thả chúng trở về chỗ cũ thôi. Ơ kìa, anh đi từ từ thôi, chờ chúng tôi theo với ạ. Ông thần này đi bộ 2 cây số và bây giờ đã có mặt tại một cánh đồng sen. Vâng, thế là ổng đã quyết định nhảy xuống hồ để bắt cá rồi nha. À, hình như anh ấy vừa tìm được thứ gì đó thì phải. Ái chà, thì ra anh ấy vừa vớt được một chú rùa và 2 con ốc bươu vàng các bạn ạ. 2 con ốc bươu vàng kia thì kệ nó đi, con rùa này mới có giá trị nên ổng phải giữ lại mới được. Vãi trời, nắng nôi như này mà sao anh không đội nón vào nhỉ anh trai? Anh bạn cameraman sợ dưới nước có đỉa nên không dám lội xuống ao. À, để xem lần này anh ấy bắt được những sinh vật gì đây. Ái chà chà, mình thấy có mấy con cá lìa thia màu xanh đỏ rồi đó nha. Hốt hết bỏ vào bể kính ngay chứ còn chờ chi nữa. Rõ ràng là những chú cá lìa thia này rất là đẹp luôn. Chắc tại mỗi vùng chúng sẽ có màu sắc khác nhau cũng nên. Wow, chú cá này có một màu đỏ y như là lửa thế nhỉ. Vậy là anh ấy đã vớt được 3 chú cá lìa thia ở cái ao sen này. Có lẽ các bạn đang thắc mắc anh chàng này bắt cá làm gì đúng không? Thật ra anh ấy bắt là để mang đi bán lấy tiền nuôi bạn gái nha. À, có vẻ như ổng lại bắt được con gì đó nữa rồi kìa. Ái chà, lần này bắt được hẳn 2 con rùa luôn mới hay chứ. Theo hình ảnh từ video thì 2 chú rùa này thuộc loài rùa quý hiếm nha các bạn. Tên của chúng là rùa 3G. Nghe nói loài rùa này đang nằm trong sách đỏ cần bảo tồn ở Việt Nam. Nhưng mà anh chàng này thì lại ở tận đất nước Mã Lai. Vì vậy anh ấy không sợ bị phạt mọi người ạ. Rùa càng hiếm thì giá trị sẽ càng cao. Nếu anh trai này mà ở Việt Nam bắt rùa quý hiếm thì có lẽ đã bị phạt tiền rồi. Vậy anh hãy cho chúng tôi biết anh sẽ làm gì với 2 chú rùa này thế? Ờ kìa, chúng tôi đang hỏi anh mà anh không thèm trả lời luôn à? Nói chung theo mình nghĩ thì 99% là anh ấy sẽ mang chúng đi bán nha. Để coi lần này anh bắt được cái gì nào. À vâng, anh ấy đã vớt được những con cá lìa thia nhiều màu sắc các bạn ạ. Không biết ở đây có bạn nào đã cho 2 con cá lìa thia được đá với nhau chưa nhỉ? Miền Tây gọi là đá còn chỗ khác gọi là chọi thì phải. Mình nhớ hồi nhỏ mình và mấy đứa trong xóm hay chơi trò này lắm. Để xem ai mới là người sở hữu chú cá đánh đầu thằng đó ấy mà. Hồi nhỏ tuy không có điện thoại và internet phổ biến như bây giờ, nhưng lúc đó vô cùng vui vẻ và thú vị. Tụi mình ở dưới quê miền Tây hay có những trò chơi bắn cu li chẳng hạn. Một số nơi khác không gọi là cu li mà sẽ gọi là viên bi nha. Mình nhớ ngày mình bắn cu li với tụi trong xóm hăng say đến nỗi quên ăn cơm luôn mà. Ngoài ra còn có những trò khác như 5-10, tùy theo cách gọi của mỗi vùng nên trò 5-10 còn có tên khác là trốn tìm ấy. Cách chơi của trò 5-10 cũng rất là đơn giản. Bạn nào chơi rồi thì chắc hẳn sẽ biết nó vui đến cỡ nào rồi chứ gì. À, còn một trò khác gọi là bắn thun nữa mọi người ạ. Đó là những cọng dây thun bằng cao su dùng để buộc nước mắm đổ đó. Hình như miền Bắc họ gọi dây thun là cái nịt đúng không nhỉ? Nói chung là còn nhiều trò chơi dân gian hay khác lắm. Còn mấy đứa trẻ bây giờ mình để ý thấy toàn cầm điện thoại bấm không hà. Mấy đứa nó gần như không còn biết những trò chơi dân gian tuổi thơ kia nữa. Nhưng không sao, mỗi thời mỗi khác nhau mà. Trong mỗi chúng ta luôn có một ký ức đáng nhớ gọi là tuổi thơ. Vậy còn tuổi thơ của các bạn có những trò chơi gì? Có giống với tuổi thơ của mình từng trải qua không? Hãy để lại bình luận phía bên dưới video cho Thú Mỏ Vịt biết với nha. À mà sao anh chàng này bắt cá hoài thế kia? Mỗi con cá lìa thia như này chắc đem bán cũng được 50k một con. Sáng giờ anh ấy bắt cũng được khá nhiều rồi. Hay là nghĩ đi ngày mai ra bắt tiếp anh trai ạ? Chứ tôi thấy trời cũng xế chiều rồi đó nha. Coi chừng tới tối lỡ anh bị ma giấu là lỏ luôn ấy ha ha.